Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tower Conquest trên kênh của mình. Và mình là Gà đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với game này. Và hôm nay thì mình có một cái đơn vị gọi là cái con Piasa, là con này gọi là con lông dân hay sao ấy. Mình sẽ cho lên 5 sao. Và nó sẽ cầm cái kiếm con 4 sao nó sẽ cầm kiếm bé hơn, 3 sao cầm cái chùy, 1 sao cầm cái rìu, 1 sao cầm cái gì này nhìn trông như ối rồi ôi. Và 5 năm vào đội nào bây giờ? 5 đội này đi, cho nó thả nhanh. Đây, đại ca này, đây. Đây. Và thêm con ma nữa, mình sẽ chơi một đội hình như này. Đây nhá. Chỉ số của con LF 1000, 18836, 3767. Con này cũng 18836, y hệt nhau luôn. Y hệt nhau luôn, tốc độ đánh các kiểu, mọi thứ y hệt nhau luôn. 1.05 đấy. Duy chỉ có cái này này, Piasan Mode, có nghĩa là nó sẽ gọi thêm một đồng đội nữa. Còn thanh niên này thì nó cũng gọi đồng đội, nhưng mà nó không gọi một con LF nữa đâu. Nó sẽ gọi một con lông dân bên này. Còn chỉ số bên này thì 15.000 máu, 7.000 đam. Nó gấp đôi bọn này. Vậy là con này mà solo 1-1 với bọn này là nó sẽ thắng. Nhưng mà nếu bọn kia không gọi đệ cơ. Còn con ma này thì 6.000 máu, 5.000 đam. Còn cái con này thì châu chi tổ bố rồi, khỏi cần phải nói rồi. Undead Chest. Lấy được hai một cái tháp đầu lâu và một con vài mảnh hoa quan. Sẽ đấu Arena này. Arena mà này yếu. Arena đợt này vẫn yếu lắm. Có khi thả một bé lông dân ra cũng giết được mấy thanh niên to xác kia. Thả một con ma này. Úi dồi ôi, lửa cây. Này thì chơi cái gì nữa. Ui chết luôn kìa. Này thì chơi gì nữa. Thế này thì mình khỏe quá rồi. Ui cào là chưa kịp chạm nhà ma. Ma nó đốt chết luôn. Lên anh em. Ui dồi ôi. Lát nhà. Đoàn dồi ôi. Mình tầm này mình khỏe quá rồi, ui lên top 1 luôn là chắc chắn rồi còn gì nữa. 600.000 điểm. Arena hiện tại là không mình không có đối thủ. Ui cái màn này là hơi bị ối rồi ôi nhá. Cái màn này ói luôn đấy. Con Paladin nó rất là khỏe. Ui dồi ôi thả liên tục, mọi người nhìn mình thả kìa. Mọi người nhìn tốc độ mình thả kìa. Đừng có thả đại bàng nhá, sự được u thôi nó thả đại bàng rồi. Ui rồi ôi. Nó phải gọi là ối rồi ôi. Xem thằng nào ôm nhà chắc hơn. Ui rồi ôi, con LF lổ nhà. Lổ nhà, ui rồi ôi, kỹ năng. Quá này cũng khỏe phết nhờ. Công nhận cũng khỏe phết đấy mọi người ấy. Chơi được ấy. Không phải là không chơi được đâu, chơi được ấy. Mỗi tội là không có cái con đánh trên trời đâu. Mình dùng map này hơi sai. Tuy nhiên là khỏe đến mấy thì vẫn có con khắc chế thôi. Ui nó thả đại bàng ra đầu tiên thì em có xin chịu thôi. Ui mình sẽ thả mấy con này. Bọn mấy kia làm gì có choáng đâu. Mọi người nhìn tốc độ mình thả kìa. Thả quá nhanh luôn. Cứ có một phát là thả. Ui dồi ôi. Nhà không mất tí máu rồi. Cái này, cái squad này có thể chơi được nha. Nhưng mà chơi những cái màn mà không có bọn đánh trên không ấy. Còn nếu mà cái màn mà có mấy con đánh, mấy con bay trên trời ấy, thì mọi người có thể là kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt. Thả, cứ thả liên tục ra cho mình. Cái này không ngờ là cái này chơi được luôn đấy. Cái thằng này thì mình phải thả mấy con là mới giết được một con. Ui thù rồi. Rồi chọc nó. Thả đệ ra, gọi đệ ra đánh nó. Gọi đệ, gọi anh em ra. Không gọi anh em nó có mà rời thắng. Ui dồi ôi. Tao giống như anh em, gần lát nhà luôn kìa. Thế này thì sập nhà luôn. Sập nhà luôn rồi còn gì nữa.
Không ngờ cái squad do mình nghĩ ra nó lại khỏe như thế này. Đúng là người có kỹ năng có khác. Ô, một màn kết hợp quá hay. Ô, lại Paladin à? Paladin thì Paladin chết thì còn gì nữa. Mấy con này tuy là nó yếu thật nhưng mà nó bào nhanh lắm. Thế dùng con ma để giết thần sấm và mấy con đằng sau nhé. Ui, mọi người thấy cái sức càn nhớt chứ kìa. Đừng bắn vào nhà mà thầy được. Úi dồi ôi. Ui, mạnh mẽ thật. Tiếp tục đi còn gì nữa, đánh tiếp. Nó quá nhanh luôn ý. Mọi người xem video nếu cảm thấy hay thì đừng quên cho mình xin một like và một nút subscribe kênh, bật chuông thông báo. Chia sẻ video này đến mọi người để ủng hộ mình nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục thôi nào. Đánh cái thằng này thì phải dùng 3 con cùng một lúc mới giết được nó. Nó không giết được con nào của mình. Thằng này lại chết tiết rồi. Mình sẽ thả một con pháo watt ra. Bên này mình sẽ chơi. Ui. Cái búp từ cái tháp nhà máy cũng rất là ngon đấy. Ui, một con đại bàng đánh lan. Chơi tốc độ chậm này cho mọi người dễ quan sát hơn chứ khỏe quá nhiều khi nó cũng bất, gọi là nó cũng không tốt cho lắm. Chúng ta nên khỏe vừa thôi, khỏe quá không tốt đâu. Ui dồi ôi, con ma rồi. Con thần sấm này nó có khả năng gây choáng nên là con robot của mình nó không thể là kích hoạt được cái khả năng nổ của nó và nó đã chết. Chả tạo ra vũng bom gì cả. Chả lẽ chúng ta sẽ tạm dừng ở đây sao? Ui, mày bắn vào nhà rồi tôi tao cũng chả còn gì mất nữa. Tăng tốc độ lên nào, chả cần gì. Cứ thao thằng nhà rồi mà dã không biết có thắng được không nhỉ. Ui, thua rồi, mình đã quá tự tin rồi sao. Thua rồi, thôi thua rồi, tự tin quá. Nhưng mà mọi người cũng phải công nhận một điều là cái con này, cái đội hình mà mình tạo ra này khỏe phết nhỉ. Và sự kiện hôm nay sẽ có Batista. À thì ngựa quen đường cũ, mình chơi tiếp chiến thuật đây. Chả có gì to tác. Thôi biết có chơi được không đây. Quên không dùng mấy cái món kia rồi. Ủa, cái con này nó lại thả con này ra. Balista nó khỏe lắm. Đánh nhanh dệt con. Ui. Rồi. Ui. Thắng. Ui. Vô lý nhỉ. Vô lý thật đấy. Đây là cách đánh map màn Balista nhé. Mình có chủ đích cả đấy, không phải là mình đánh bừa đâu. Mọi người có thể dùng cách này để thắng cái, để lấy mảnh Balista nhé. Con Balista này khỏe lắm ấy. Còn về chiêu thức của con này, 8% nhá. Nó đánh thường nó sẽ tạo ra gọi một con này ra này. Và kỹ năng con này cũng là đánh thường để gọi một con này ra này. Còn kỹ năng con này là gây sát thương độc này, giống như kiểu là gọi là nó gây thêm sát thương ấy. Còn con này chủ yếu là kỹ năng nó là hồi, mình có thể thả hai con liền lúc. Còn con này thì sau khi chết nó sẽ tạo ra một vũng lầy. Còn kỹ năng của tháp này là sẽ gọi là tăng tốc độ thả, tăng tốc độ hồi các thứ cho mọi người. Và như mọi người thấy vừa xong những cái con mà được búp ấy, con ma nó bay vừa hào phát qua ấy, hay là con LS nó chạy nhanh ấy, là cũng từ cái búp sát thương này. Ok, video của mình hôm nay xin tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau và đừng quên cho mình một nút like và nút subscribe kênh và chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người.